Nếu như các bạn muốn xem tiếp phần còn lại của video thì mình nghĩ là các bạn hãy xem hết phần đầu này nha. Thì đây chính là câu chuyện thật 100% mình đã trải qua. Nói 100% hơi lố các bạn chắc khoảng 90% nếu như là mình kể trong video này nó là thật. 10% còn lại là mình né để sợ YouTube gõ bong bong mình các bạn ơi. Và nếu như mình kể bình thường mà nó không có cái background nào hết thì nó khá chán hơn. Thế nên là mình sẽ làm video này nhớ giống như là một cái thể loại Ro My Life tức là vẽ lại cuộc đời đấy nó đơn giản thì mình sẽ vẽ lại những gì mình nói để cho các bạn dễ hiểu ha thì dạo này mình cũng đang đổi kênh của mình sang là vẽ tranh đấy thế nên là chúng ta cũng sẽ áp dụng luôn ha đầu tiên nói về gia đình của mình đi là mình có một người em nữa và người em này các bạn cũng biết rất lâu rồi nhưng mà các bạn không tin đó chính là thằng em núp hunter của mình nếu thực sự bạn <laughs> có đã xem qua đấy thì các bạn có thể xem thử ha tại vì bạn ấy có chất giọng cực kỳ giống mình nên các bạn cứ tưởng hai người là một nhưng mà không các bạn ơi chúng tôi t 2 là một t 1 là hai <laughs> mình đùa tí các bạn nói chung là hai người khác nhau nha vậy da yeah. thế nên là gia đình mình có tận hai cái miệng nói là hai cái miệng vậy thôi chứ bố mẹ mình phải nuôi tới tận hai người thành ra cái lý do mà mình phải ở trường mầm non Chưa đến cấp 2 nó hoàn toàn rất là hợp lý Ngày xưa thì yeah, bố mẹ mình phải uh, cày rất là nhiều Để thứ nhất là cho mình ăn học này Tại vì hai anh em phải uh, gần như là cày gấp đôi đúng không các bạn Phải nuôi này Thế nên là bố mẹ mình kiểu ai cũng đi làm Mà bố mẹ mình thì thường làm từ rất là sáng Sớm luôn Cho đến uh, cực kỳ tối luôn mới về Thì thời gian đâu mà có thể uh, trong mình đúng không Thế nên là từ khi mà mình 5 tuổi Học cấp 1 tức là từ gần như là gần lên cấp 2 luôn thì mình phải ở trường mầm non vì thứ nhất là không có ai trong cũng như là nơi mình sống cũng chẳng có ai quen mà để nhờ họ cả đấy thế là lý do rất hợp lý luôn ha mình sẽ không trách gì hoàn cảnh của mình cũng như là bố mẹ của mình các bạn tại vì mình hiểu đó là do bố mẹ mình đang cố gắng để giúp mình có một cái tương lai sáng lạng hơn hay cụ thể là một căn nhà ở mà không phải thuê các bạn thì nói về cái trường mầm non của mình học đi các bạn nó là một cái trường không phải gọi là top hay là cái trường gọi là chuyên nghiệp gì cả mình thấy nó giống như kiểu là một cái nhà trẻ tự lập thì đúng hơn nó kiểu như các bạn có nhà đúng không sau đó là các bạn sẽ sơn tường lên các kiểu là màu mè các thứ cho chị em mua đồ chơi đấy thì nó giống như vậy hơn còn có xin giấy phép hay không thì mình không biết tuy nhiên thì mình thấy nó giống như vậy các bạn nó khá là nhỏ nhưng mà so với mình thì lúc đi mình còn nhỏ mà các bạn bây giờ thì mình nói thẳng ra là mình có thể đi từ nhà mình cho đến cái chỗ đó mình vẫn thấy được cái trường Mầm non cũ đó của mình luôn và mình thấy nó khá bé nhưng mà nhưng mà nó trên thì hồi đó mình còn bé nên là mọi thứ đối với mình nó khá là lớn và nói chung là trường mầm non của mình chỉ thế thôi các bạn cũng không gọi là có sức hút và có một cái thành tựu mà mình đạt được chẳng hạn như là mình đã ở đó ba đời chủ mới của trường mầm non trường mầm non mình học thì không biết là các bạn ngày xưa như nào chứ trường mầm non mình học lúc đó là mình không có cái bằng các bạn học xong chúng ta có cái gì mà mình nhớ là có một số trường sẽ tặng cho các bạn cái bằng trường mầm non gì đấy tốt nghiệp trường mầm non hả còn đối với trường mình thì da chẳng có cái nào cả nhưng mà nói chung là mình nói lâu đến mức đấy đấy các bạn thì quá trình từ 4 tuổi cho đến 5 tuổi hay là ba tuổi gì đấy các bạn mình cũng không nhớ nữa thì nó khá là bình thường các bạn mình không biết đó có phải là đời chủ đầu tiên hay không nhưng mà cái cô giáo đầu tiên của trường mầm non đấy thì mình nghe mẹ mình kể là rất là dữ luôn dữ nhưng không có nghĩa là <laughs> là sẽ bong bong như các bạn không phải chỉ là dữ thôi và thực sự là lúc đó mình mới có 4 năm tuổi thì làm sao mình biết được cô đấy có giữ không Thì tâm trí của mình thì mình ở thời của cô đó còn làm chủ trường mầm non ấy Nó khá là ngắn nên mình cũng không biết được cô ấy giữ hay không Và nói chung là mình cũng chẳng có ấn tượng gì mấy về cái giai đoạn này Nhưng mà yeah, mình cứ kể vô thôi các bạn tại vì mình nhớ mà Nó cũng là giai đoạn đầu tiên mà mình ở trường mầm non này cho đến lớp 1 và lớp 2 thì đây mới là cái lúc mà nó có nhiều biến động nhất Lúc đấy thì lên lớp 1, lớp 2 thì đáng lẽ ra là các bạn phải ở nhà hoặc là các bạn tự đi học hoặc là bố mẹ chở đi học. Nói thẳng ra là nhà mình nó cũng gần trường nhưng mà do bố mẹ mình bao bọc quá các bạn. Thế nên là bằng mỗi giá là không cho mình đi học, tự đi học mà ai đó phải chở. Mà trùng hợp thay thì lần đổi chủ của trường mầm non mình học lúc bấy giờ đấy thì có một cô giáo rất là tốt với bọn mình luôn. Và giá mẹ mình thì có nhờ được chồng của cô giáo đó chở hai anh em mình đi học cùng đấy thế nên là da yeah, giải quyết được một vấn đề đó là ai chở mình đi học nếu như mình không tự đi học được thì đó chính là chú của <laughs> trường mầm non luôn các bạn tức là chồng của cô giáo đấy à các bạn nghe rất là kỳ đúng không <laughs> chẳng mình nghĩ là chẳng ai có trường hợp như mình kể các bạn <laughs> nhờ cô giáo hoặc là thầy giáo chở đi giùm luôn các bạn vậy nó mới là đặc biệt ồ à. nhưng mà được cái là da yeah, cô giáo thầy giáo đấy thì rất là gọi là rất là thân thiện luôn các bạn có nói, nói là đây là một trong những giai đoạn mà đỉnh cao của cái ngôi trường này, yeah, thực sự là mình học rất là nhiều nên là mình trải qua rất là nhiều đời thì tất nhiên là cũng có đít có đát đúng không các bạn? thì đây chính là thời đỉnh cao nhất mà mình học, yeah, đến nỗi mà tụi mình thân, không phải mình nhớ bạn, còn có một bạn khác nữa cũng khá là thân, không phải cô thiên vị ai cả, tại vì học sinh nào cũng như nhau hết các bạn. đấy, đồ ăn thì rất là ngon luôn sạch sẽ, các kiểu đồ chơi mới, và đặc biệt nhất là tụi mình còn có thể xuống ở một cái nơi mà Yeah, không phải ai cũng xuống được. <laughs> nghe thiên vị đúng không nhưng mà tại vì lúc đó tụi mình lớp 1 lớp 2 rồi mà cũng gọi là lớn nhất trong những em trường mầm non. <laughs> tại vì đúng rồi các bạn, bình thường thì học trường mầm non ai lại học đến lớp 1 lớp 2 các bạn. Thế nên là kiểu mình cũng gọi là có một chút ý thức hoặc là nhận biết ấy nên là mình cũng được cô thương hơn chẳng hạn. Đấy, mình bạn kia, bạn nữ ha. Đấy. Thế là là bọn mình đã được khá là ưu ái dạ yeah. còn chuyện đi học thì thầy giáo chở mình đi hết thời kỳ đó rất là vui luôn các bạn nhưng mà đến khoảng lớp 3, lớp 4 thì đây mới là thời gian tồi tệ nó bắt đầu có thịnh thì phải có suy nhưng mà lúc trước mình kể với các bạn là rất là thịnh luôn còn giờ là suy cực kỳ luôn đó chính là cô giáo hiện tại và thầy giáo hiện tại đã nghĩ và không còn kỹ như đổi chủ thôi các bạn không còn gọi là làm giáo viên ở đó nữa ở của trường mầm non ấy và lúc đó thì mình cũng lớp 3, lớp 4 khoảng mấy tuổi các bạn Khoảng 8, 9 tuổi các bạn Trời ơi, mình phải nói là cách xa cái chỗ đi học mầm non tận 4, 3, 4 năm rồi Mà mình vẫn ở đây Nói chung tuổi đời trường mầm non của mình ghê lắm các bạn kinh nghiệm Phải nói là hơn tất cả mọi người ở đây <laughs> Ok Nói đến cô giáo này thì Đây là một cô có thể nói là À, chắc là mình nên nói giảm nói tránh Không quá tốt Hả? À, nói chung là về thời gian mà có cô này Quản lý ngôi trường mầm non mình đang học ấy Thứ nhất là cô ấy có đầu tư Vô một số trang thiết bị mới Nhưng mà Nó cũng không giúp được nhiều các bạn Thời cô này thì phải nói là trường mầm non rất là suy luôn Nước giọt này đấy Cơm thì uh, Mình có thể nói là Nó không đến nỗi tệ các bạn Nhưng mà nó không hợp khó vị mình Nhưng mà mình cũng không phải là người khó ăn các bạn Có một lúc mình tăng cân cho đến hiện tại như các bạn có ba gì đấy thì mình có tăng đến 80 kg ra yeah, chứng tỏ là mình không hề kiếm ăn một tỷ ông nào nhưng mà giờ thì chỉ còn 60 kg thôi của các bạn chả hiểu sao nữa hay là mình kiếm ăn thật à thời cô ấy thì học sinh đi rất là nhiều luôn các bạn tình cờ thay thì kế bên cái trường mình đang học có một cái trường nó tốt hơn rất là nhiều luôn các bạn rộng hơn tốt hơn có khi là nó còn có bạn cho học sinh mầm non ra nữa nhiều phụ huynh thì sau khi họ tìm được uh, Nơi mới thì gần như là bỏ đi hết luôn các bạn Bỏ qua cái trường đó hết luôn Và chuyện gì đến cũng phải đến Chắc chắn là trường mầm non đấy Nếu mà cứ tình trạng như vậy Thì sẽ cắt mất nhân lực Cũng như là hết học sinh Thì sự việc đó nó cũng diễn ra luôn các bạn Có hai cô giáo làm việc dưới thời của Cô giáo viên chủ nhiệm Gọi là chủ nhiệm của trường mầm non đấy các bạn Thì hai cô đó cũng ra rời đi luôn các bạn Và cái trường nó còn vắng tanh luôn Chắc cũng chỉ còn hai em hai em ở trường mầm non hoặc là ba em. Với tụi mình, tức là các bạn đi học thì một cái lớp chỉ có 5 người thôi, mà bình thường chắc nó cũng phải mười mấy người các bạn, hoặc là tới 15 người lên của, của chẳng hạn. Thế nhưng mà giờ chỉ còn có vài người lác đác thôi. Mình có thể nói thẳng ra là mình cũng khá là hên. Cái hên thứ nhất của mình á là mình được chính thầy giáo dạy ở trường cấp 2, tức là lớp thầy giáo lớp 4 chủ nhiệm các bạn chở mình đi học các kiểu đi học thêm ở nhà bạn mà cũng không gọi là ở nhà bạn nữa các bạn có thể nói gọi đó là một cái trung tâm luôn cũng được thầy giáo chở mình <laughs> mỗi lần kiểu mình đi về ấy, tầm bốn rưỡi mấy thì chắc chắn là mình sẽ đi học thêm luôn thế là thầy giáo chở mình đi học thêm luôn hoặc là mình đi học về 11 một giờ rưỡi đi học thêm đúng không thầy giáo chở mình đi học thêm luôn ấy chở hai anh em mình luôn các bạn sau đó rồi sau khi mình đi về thì thầy giáo chở ngay đến trường mầm non luôn thế là mình ở đó luôn nói chung là thầy giúp đỡ mình <laughs> rất là nhiều luôn các bạn thầy lớp 4 mấy mình không nghĩ là thầy có thể làm những những việc cao siêu như vậy luôn các bạn chở hai anh em mà các bạn đấy nhưng mà lúc đấy hai anh em còn nhỏ hả các bạn hoặc là có khi chở mình lên trước chỗ off thêm sau đó là tới em mình nữa các bạn chắc là mình nghĩ là vậy các bạn tại vì cũng khá là lâu rồi nhưng mà ok nếu mà thầy xem được video này thì em cảm ơn thầy vì đã chịu khó rất nhiều luôn nha cái hình tiếp theo của mình là sau khi trường nó sắp là giải đi với các bạn thì mình không phải là người cuối cùng ở trường mình nhớ là sẽ còn hai em và đến lúc lớp 5 Dạ yeah, lớp 5 chứ không phải là qua cấp 2 các bạn Thật ra là mình cũng hơi lít bát về cái vụ là ở đến cấp 2 Thật ra đến lớp 5 mà cũng gần qua cấp 2 rồi ha Thì mẹ mình cũng đã quyết định là ở nhà để chở mình đi học Tại vì thứ nhất là mình cũng lớn rồi trường cấp 2 thì chắc chắn là nó cũng sẽ xa hơn Cũng như là dạ yeah, theo bố mẹ mình thảo luận thì đây là phương án tốt nhất Và thế là mình đã có thể ở nhà mà không phải ở trường mầm non trường mầm non thì thực sự là ngoài những bữa ăn ra thì mình ở rất là thích các bạn kiểu mình lớn ấy các bạn mình có thể làm mọi thứ ở trong đó mà kiểu không bị ai kiểm soát chẳng hạn tại vì mình lớn mình có nhận thức rồi mà nhưng mà sau khi mình đi thì mình nhớ là còn hai em nữa các bạn có lẽ là chắc hai em đó khá là buồn khi <laughs> mình đi và mình cũng không thể chứng kiến được cái khoảnh khắc mà trường mầm non đó dễ thể nhưng mà thật sự là sau khi mình học lớp 5 ấy các bạn thật sự là trường đó dễ thể thiệt nhưng mà ý là mình không phải là người cuối cùng trong trường đó để mình biết nhưng mà đúng là tọ hai em kia thì các bạn mình nghĩ là hai em đó cũng đã chửi qua cái trường mà lúc kia mình nói với các bạn ấy và thế là ký ức uh, học trường mầm non tới tận cấp 2 của mình đã kết thúc bằng việc là da yeah, mình đã được uh, bố mẹ chở đi học bình thường các bạn ấy thật ra là còn rất là nhiều uh, điều kỳ bí kỳ bí da yeah. Và do mà mình có nhận thức nên là mình không, không tiện nói về cái trường mầm non nó sẽ như thế nào Nếu bạn thích một cái video khác thì mình có thể kể cho các bạn nghe Nhưng mà còn đến đây thì có lẽ là kết thúc rồi các bạn Mình không biết là ở đây có bạn nào như mình hay không Đó là học trường mầm non cho đến tận cấp 2 mới thôi Ok, dạ yeah. Câu chuyện cũng chỉ có thế thôi các bạn nghe nó không kịch tính lắm hơn Nhưng mà đây là một trải nghiệm khá là kỳ lạ đối với mình Và mình kể lại thì khá là thích thích các bạn nhưng mà please, mình thực sự không thích những món ăn của trường mầm non đó đâu. Ok, đó là tất cả video này. Video này giống như kể chuyện nữa các bạn. Nếu như bạn thích chủ đề này thì đừng quên comment dưới và đây là một like ha. Hẹn gặp lại các bạn ở sau. Bye bye.